Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dâng Ca Muối cho Sư Tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 3, Tổ tông nóng nảy. Cả bọn đồ tôn đồ đệ ở canh thần tiên phủ đứng dưới Tam Thánh Sơn chờ đợi cả ngày với vẻ mặt hoang mang, mơ màng. Liêu Đình Nhạn chờ đến nỗi tâm trạng sợ hãi ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Dù hiệu trưởng có đứng trên bục giấy la đợi có kết quả thi lần này, tụi mày đều phải chết. Thì một học sinh kém cỏi như cô cũng chẳng còn gì đáng sợ, vì tất cả đều giống nhau. Bây giờ cô không còn nghĩ đến cái chết, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ vì cái chân đau. Nhìn quanh, có lẽ cô là người có tu sáu thấp nhất. Dư âm từ trận đấu của Tổ Tông khiến cô chảy máu cam, thật không thể chịu nổi. Cô chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia liên tục. Cuối cùng, vị đại trưởng môn kia cũng ra khỏi hang cọp, trông rất thảm hại với vương miện vỡ trên đầu, mặt tái đỏ. Ông thều thào, sư tổ đã xuất quan, không thích bị làm phiền, giải tán đi. Các người vào phụng dưỡng sư tổ cho thật tốt. Câu này nói với girl group 100 người. Nữ đệ tử dẫn đầu, có họ hàng với trưởng môn, dẫn dắt nhóm chị em tiến vào Tam Thánh Sơn với vẻ kiên quyết như liệt sĩ cách mạng. Bước chân ai cũng nặng nề, không còn sự hưng phấn lúc đầu trong khoảng thời gian này mọi người đều im lặng nhận ra chuyện này có gì đó ẩn khuất liêu đình nhạn cũng nặng nề vì chân đau tam thánh sơn quá lớn nền đất lót ngọc thạch rất đẹp nhưng rộng mênh mông như con kiến đi mãi không hết người xưa nói không sai đừng trông mặt mà bắt hình rong nơi đây có áp lực kỳ quái đội tiên phong trăm cô đồ đệ cảm tử gần đến các tòa nhà khổng lồ ai cũng mệt mỏi kể cả lưu đình nhạn và các chị em có tu sáu cao hơn ở đây không thể dùng linh lực được tại sao vậy một người nhỏ giọng hỏi người khác nhìn cây cột sắt đen mịn cao vút với sợi xiềng xích quấn quanh cảm thấy bất an những xiềng xích này là gì những bông hoa này là nhật nguyệt u đàm sao ở đây có nhiều thế một người khác phát hiện vườn hoa trước mặt trông như mọc quanh tòa cung điện tròn liêu đình nhạn ngắm nhìn hoa giống mẫu đơn trắng như tuyết nhụy đen cành và lá đen cô không biết loài hoa này nhưng thấy mấy chị em sợ đến phát run như gặp ma cô muốn hỏi nhưng thấy ai cũng trắng bệch như màu hoa đành ngậm miệng khi đến đây xung quanh vắng vẻ không có tiếng động thậm chí không có gió không biết đi hướng nào chúng ta có đi tiếp không đương nhiên rồi phải bái kiến sư tổ chị đại cố giả vờ bình tĩnh. Nhưng đi hướng nào bây giờ? Liêu đình nhạn nghe tiếng xì xì kỳ lạ, như tiếng rắn the lưỡi. Cô cảm thấy làn gió mát trên đầu, ngẩng lên nhìn thấy một con rắn đen khổng lồ quấn quanh cây cột, mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm họ. Con rắn này to quá đáng, có thể nuốt chừng họ trong mười ngụm. Liêu đình nhạn nắm chặt tay một sư tỷ bên cạnh, sư tỷ cũng mềm nhũn, nắm tay sư thúc kế bên. Liêu Đình Nhạn, thì ra chúng ta không phải đến để tổ tông giết cho vui mà là làm mồi cho bé na, của hắn. Cô vừa sờn gai ốc sợ hãi, vừa suy nghĩ nếu con rắn này nuốt hết bọn họ thì không biết có tiêu hóa được hết cái mớ trang sức các thứ trên người các nàng không. Cuối cùng vẫn là dũng sĩ cầm đầu bước ra, kính cẩn lễ phép thưa với mãng xà, tiền bối, chúng đệ tử đến để bái kiến sư tổ, trưởng môn ra lệnh cho chúng tôi đến hầu hạ sư tổ mãng xà đen trườn vòng xuống quanh cái cột từ từ tiếp sát mặt đất cái thân thể khổng lồ bò quanh bọn họ liêu đình nhạn đứng ngay ngoài rìa cảm thấy những cái vải rắn đen mịt đó cứ như chui ra từ cánh tay của mình suýt nữa thì tim cũng ngừng đập mệt xác quá lần đầu tiên trong đời thấy con rắn to như thế thì đã phải tiếp xúc thân thiết với nó như vậy rồi may mắn rằng con rắn khổng lồ đó không có ý ăn thịt họ nó chỉ đưa mắt lượn nhìn một vòng rồi lướt đi xào sạc mãng xà đen trườn về phía trước xuyên qua các nhật nguyệt u đàm nhanh lên theo sau tiền bối chị đại cầm đầu nhỏ giọng nói mọi người nhanh chóng đi theo con rắn dẫn họ đi xuyên qua rất nhiều cung điện giống như đi vào mê cung đến được dưới chân tòa tháp trung tâm rõ ràng từ phía xa xa chân núi nhìn tam thánh sơn trông rất thiêng liêng sáng sủa nhưng khi đứng dưới tòa tháp mới thấy rằng cái bầu trời ở đây khác hẳn so với bên ngoài, bị che phủ bởi một khoảng không u ám, làm cho các tòa cung điện ngói vàng tường đỏ rực rỡ kia cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Thêm vào đó là các xiềng xích đen huyền được buộc vào tòa tháp, càng khiến cho người ta thêm sờn gai ốc. Mãng xà đến nơi lại trườn lên cây cột khổng lồ của tòa tháp, mấy chị em lại không thể trườn cột, trước mặt các nàng có một cái cầu thang. Đi lên thôi chị đại cầm đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Bây giờ nàng đã là lớp trưởng, những người khác đều nghe lời nàng. Liêu đình nhạn xếp ở phía sau hàng, lê thân thể mệt mỏi trèo lên cầu thang. Tòa tháp cao vậy mà không lắp thang máy sao? Cô nghĩ rằng sẽ phải leo lên tận đỉnh tháp nhưng ai ngờ đến tầng 5-6 gì đó thì đã dừng lại vì trước mặt không có cầu thang dẫn lên tầng trên nữa. Tầng này rất rộng, bước lên sẽ thấy được một hành lang và một cánh cửa. Hai bên hành lang là những bức tranh khổng lồ với nhiều màu sắc vẽ các tiên nhân ca múa, bay lượn rất lộng lẫy và huyền bí. Thế nhưng trên những bức tranh tuyệt đẹp này lại có vết máu đỏ tươi, cứ như ai đó dùng một đồ vật dướm máu kéo từ bên này sang bên kia. Đáng sợ hơn nữa là các vết máu này còn rất mới. Liêu Đình Nhạn bắt đầu nhớ lại vị trưởng môn đại đại đã thấy trước khi bước vào đây, bị thương chảy máu ở đâu đó rồi sao? hẳn là không chỉ có mình cô đang hồi tưởng bởi vì cô cảm nhận được rất rõ vị sư tỷ nào đó cạnh bên đang run lẩy bẩy tiếng bước chân của họ ở đây nghe rõ lạ thường cả nhịp tim cũng vậy lúc đi đến trước cánh cửa đột nhiên cửa mở ra một khe nhỏ đến khi người cuối cùng là liêu đình nhạn bước vào cửa lại lặng lẽ đóng vào sau lưng cô ở đây liêu đình nhạn lại một lần nữa nhìn thấy con mãng xà đen kia nó cuốn mình vào cây cột trong căn phòng Ngoài con rắn này và các nàng, trong cái không gian trống trải mênh mông này, vẫn còn một người. Người kia ngồi trên một cái ghế ngay phía trước mặt, nói với các nàng, "Tới đây." Lần đầu tiên Liêu Định Nhạn phát hiện có người có thể nói ra hai từ đơn giản mà uy nghiêm, đáng sợ đến vậy. Lớp trưởng dẫn các đồng chí lên chào tổ tông, bái kiến sư tổ. Liêu Định Nhạn làm theo số đông, tò mò liếc mắt xem chỉ thấy được một cái chân trắng đến khiếp sợ. Người kia đi chân trần trên nền đất đen sẫm, các mạch máu xanh xanh hiện thấp thoáng dưới lớp da, cạnh bên đôi chân trần là một chiếc áo rộng dài với hoa văn màu đen, khi vạt áo được hất nhẹ, bàn chân còn lại lộ ra. Liêu Đình Nhạn phát hiện bên chân trái hắn có một sợi chỉ đỏ buộc ngay mắt cá chân, trên sợi dây có mắc lên một chuỗi hạt Phật châu màu nâu. Không hiểu tại sao cái sợi dây đỏ mỏng manh ấy lại tạo cho cô một cái cảm giác chấn động trong lòng quan sát một hồi lâu suýt nữa thì cô đã phải thở hồn hền vị tổ tông đột nhiên đứng dậy liêu đình nhạn thấy hắn đi về phía mình đôi chân thấp thoáng ẩn hiện trong vạt áo màu đen cuối cùng dừng lại ở chỗ vị sư tỉ cạnh cô to gan thật đấy sau câu nói đó liêu đình nhạn cảm thấy có chất lỏng gì đó bắn tóe lên người mình dòng máu đỏ tươi đậm đặc lan ra trên nền đất sẫm đen trơn bóng thấm ướt chiếc tà áo trắng của liêu đình nhạn liêu đình nhạn quỳ ở bên cạnh gắng gượng kìm nén ọe không được tôi không ổn rồi chết đó đáng sợ quá chết người đó a a a cô hơi buồn nôn nhưng trong lại rất rõ nếu bây giờ mà nôn có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ nào đó thế là lại nuốt lại vào trong Ôi mẹ ơi, cảm thấy còn ghê hơn nữa. Thi thể của sư tỷ từ từ gục xuống, ngã vào một bên tay của Liêu Đình Nhạn. Cô tận mắt chứng kiến mặt mũi của sư tỷ dần dần thay đổi rồi biến thành một người khác trong chớp mắt. Hà! Đổi mặt hà! Gần đó có người kinh ngạc thốt lên. Đây, đây không phải là sư muội uyển linh, người này là ai? Tất cả những người khác đều rất hoang mang, sao người này lại trà trộn vào được đây? sao không ai phát hiện ra hết vậy? Vị tổ tông vừa giết một người lại tiếp tục giơ tay, hắn dẫm lên xác và máu trên sàn rồi dừng ngay trước mặt Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn, hình như là đang nhìn mình hà. Đừng, tổ tông ơi, đừng nhìn con. Lớn gan thật. Nghe xong, cả người Liêu Đình Nhạn lạnh hẳn đi, bà nãy trước khi giết chị gái không biết tên tuổi kia, vị tổ tông này hình như cũng nói câu tương tự. Nhưng mà cô lớn gan thế nào cơ chứ? Cô đâu có làm gì đâu. Con bị oan mà. Giống như trước khi tiêm vậy, bởi vì biết rằng đầu kim sắp bị đâm vào, cả cơ thể sẽ trở nên rất nhạy bén. Bây giờ cô đang trong trạng thái này đây, tập trung cực độ, chuẩn bị tinh thần để cảm giác đau ở đâu đó truyền tới. Một chốc sau, một bàn tay ở trước mặt vịn cầm rồi nâng mặt cô lên. Cái bàn tay nhợt nhạt và lạnh lẽo chạm vào cầm, liêu đình nhạn cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên mồ hôi bỗng chốc xuất hiện làm lạnh cả sau gáy hệt như lúc con mãng xà đen kia trườn kế bên người cô vậy cô bị ép ngước mặt lên cuối cùng cũng nhìn rõ được dáng vẻ của tổ tông mọi suy đoán lúc trước của cô đều sai cả hóa ra là một tên ẻo lả da trắng như tuyết tóc đen như mực môi thì đỏ như máu đúng là phiên bản tả thật của công chúa bạch tuyết Liêu Đình Nhạn nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Dường như chỉ một chốc lát, lại dường như là rất lâu, tổ tông đột nhiên bỏ tay xuống, ngồi lại chỗ cũ. Vừa mới này nhìn còn có vẻ ổn nhưng bây giờ khuôn mặt đó trông rất hung tợn và đau khổ, trên khóe mắt còn ửng đỏ. Ra ngoài, tất cả cút ra ngoài. Hắn đột nhiên bùng lửa giận khiến cho mọi người đều hoảng sợ, gương mặt của các cô gái đều biến sắc, rút lui không kịp, dường như ngay cả con mãng xà đen kia cũng sợ đến rụt đuôi lại miệng ngậm cái xác đã lạnh đi lui xuống cùng tất cả mọi người tự nhiên khi không nổi quạo chẳng lẽ vị tổ tông này bị điên hả liêu đình nhạn rời đi như người mất hồn mãi cho đến khi xuống đến chân tháp mới hoàn hồn trở lại hừm vẫn chưa chết sao cô đưa tay lên lau mồ hôi trên chán nhìn lại thì thấy có máu ở lòng bàn tay đó chính là máu của cô gái kế bên bắn ra lúc chết. Nói đến đây, cô nhìn sang mãng xà bên cạnh, nó cũng bị đuổi ra giống như các nàng. Lúc này đang do dự ngậm một cái xác trong miệng nhưng do dự chẳng bao lâu thì nó đã nuốt chửng cả cái xác ấy. Liêu đình nhạn. Bây giờ cô có thể khẳng định rằng tổ tông kia ban nãy không giết cô là vì muốn giữ đến mai mới cho bé Na, ăn, làm thịt tại chỗ tươi ngon hơn. Chương 4, ký gửi hồn phách cả ngọn tam thánh rộng lớn ngoại trừ một tổ tông nói chuyện không hợp là giết người với một con rắn đen lớn ăn thịt người không chớp mắt ra thì chả thấy sinh vật sống nào khác. G Group 100 người chỉ còn lại 99 người đứng dưới chân tháp, đứng được một lúc, nữ tu dẫn đầu đắng hắng nói, chúng ta tìm một nơi để ở trước, nếu trưởng môn đã muốn chúng ta phải phụng sự sư tổ thì chúng ta nhất định phải ở lại đây. Nhưng mà nghe xanh sư thúc, linh lực không dùng được ở đây, chúng ta không thể tu luyện ở đây được thì phải làm sao? Mộc nghe xanh quả quyết nói, không dùng được thì không cần dùng. Tu luyện không được thì không tu luyện, hiện giờ sư tổ là quan trọng nhất. Phần đông người ở đây đều không dám cãi lại nàng nhưng cũng có người không hoàn toàn nghe theo nàng. Nghe xanh sư tỷ, tuy là chúng ta đến phụng sự sư tổ nhưng sư tổ trông có vẻ. Không hề muốn để chúng ta hầu hạ, chúng ta ở lại đây e là uổng công vô ích một nữ đệ tử trông thanh thoát như tiên lên tiếng đây có vẻ là cháu gái của một cung chủ cung nào đó thân phân tương đồng với mộc nghê xanh cả hai đều có người ủng hộ ngoài ra lúc này còn có vài nữ đệ tử khác từ các nhóm khác nhau mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhóm người vốn đang đứng cùng một chỗ dần dần chia nhau ra đứng thành từng nhóm riêng lẻ khi nào không biết liêu đình nhạn không phải chứ mới vừa tới nơi còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nữa mà mấy người tính quẩy rồi hả. Nghe bọn họ nói một câu mấy ý, người này nói ra người kia nói vào, Liêu Đình Nhạn bỗng dưng cảm thấy mình cầm nhầm kịch bản phó bản cung đấu. Cái gì đó, chúng ta không phải đang tu tiên sao? Cả đám chị em gái đứng đó nói qua nói lại một hồi, cuối cùng chia thành ba phe, lần lượt tìm chỗ ở. Một phe là phái trưởng môn do Mộc nghe xanh dẫn đầu một phe là phải cung chủ do Vân Tịch Nguyệt cầm đầu, phe còn lại không muốn theo bên nào trong cả hai, lại thấp cổ bé họng, phái chen chúc cầu kết. Vốn dĩ Liêu Đình Nhạn nằm trong phe cuối cùng, thế nhưng không ai chịu chơi với cô, bọn họ đều láo cá chết được. Hôm nay diện kiến sư tổ, có hai người được hắn đối đãi đặc biệt, đã tèo hết một người rồi, còn một người không rõ thân phận, mà Liêu Đình Nhạn không khéo cũng hứng phải tình trạng tương tự, mọi người đều ngầm khẳng định cô bất thường, đương nhiên không thích cùng phe với cô, tránh bị cô làm liên lụy. Nhìn thấy những người khác đều đi cả, một mình Liêu Đình Nhạn cũng không lo lắng, đi thẳng đến bậc thang bên cạnh ngồi xuống, tự đấm bóp chân. Chu cha mà ơi, nhấc chân muốn chết. Chiều xuống rồi, Liêu Đình Nhạn móc ra một túi cản khôn, cái này là sư phụ động dương chân nhân tặng cho, tủ khóa không gian tiện lợi mà người tu tiên cần trang bị trong truyền thuyết. Đương nhiên là cái này của cô level bình thường, đựng không được quá nhiều đồ, bên trong tổng cộng cũng chỉ có không gian to bằng cái phòng, bị cô nhét hết cả cái nhà vào. Cô mò mẫm lấy ra một bình nước rửa tay trước rồi lấy gương ra soi, lau sạch máu dính trên mặt, trải lại mái tóc hơi rối, sau đó há miệng uống ít nước, lại tiếp tục lấy đào ra nhai lấp bụng. Cô vẫn ở bậc luyện khí, còn chưa được trúc cơ, tất nhiên là không tịch cốc sao, vẫn phải ăn uống. Sao, nhịn ăn để tu luyện. Thân thể này của cô hẳn là một người nghèo, gia tài không có gì nhiều nhưng Thanh Cốc Thiên mà cô ở lại chuyên trồng thực linh, thực linh quả các loại nên không thiếu ăn, lần này đi mang theo rất nhiều, trước mắt có vẻ ở cả năm cũng không chết đói. Nếu như có thể sống qua một năm, Liêu Đình Nhạn cũng như những người khác, cảm thấy mình có khi không sống được bao lâu nữa. Nhưng cô vốn không phải người ở thế giới này chết rồi có khi về lại được, vậy nên nói nghiêm túc thì cô không phải cực kỳ sợ chết mà là sợ đau. Chết không đáng sợ, sự đau đớn mà cái chết mang lại mới đáng sợ. Không ai để ý đến cô, Liêu Đình Nhạn lại thấy có chút tự do. Cô bước ra chỗ âm u mù mịt ở giữa tháp, tìm ra đỉnh của một tòa lầu nơi có ánh mặt trời dọi vào. Chỗ này thanh tịnh, không có ai tới, nắng lại vừa đẹp, rất thích hợp ngủ trưa. Ngày nào cô cũng quen ngủ trưa, không ngủ trưa cứ cảm thấy đầu óc không tỉnh táo. Liêu Đình Nhạn thay bộ váy dính máu đi, bày ra một cái giường nhỏ với trả kỳ. sau khi nằm lên cảm thấy mắt trời quá trói, lại tìm một cái bịt mắt đeo lên. Bịt mắt này lấy được ở chỗ sư huynh Thanh Cốc Thiên, là lá của một loại linh thực nào đó, hình dạng thích hợp, móc một sợi dây qua là thành bịt mắt, hơn nữa đeo còn mát mắt, cản được ánh sáng nằm một lúc lại thấy khát, liêu đình nhạn phơi nắng tới sinh lười, còn không thèm tháo bịt mắt, tiếp tục móc đồ uống ra từ túi càn khôn của mình, nước trúc nhà làm của thanh cốc thiên, ngọt lành thanh mát, thanh lọc giải nhiệt, uống một ngụm, thoải mái nuốt ực, tiện tay vứt phần còn lại sang cái bàn nhỏ cạnh bên. Lúc liêu đình nhạn ngủ trưa bù ở đỉnh một cung điện nào đó đằng xa, những người khác đều ngồi lại một tụng bàn về tình cảnh trước mắt, mặt ai cũng nặng nề lo lắng phái cầu kết ở giữa có hơn 40 người, ngồi cùng nhau ngoài điện, một nữ tử ở giữa cau mày nói, đúng là không thể tu luyện được nữa, linh khí không những không thể hội tụ tự nhiên ở đây, dùng linh thạch cũng không tạo được tụ linh trận, tôi nghi ngờ dưới tam thánh sơn này có trận pháp gì đó rất lớn mạnh. Mộc nghe xanh của phái trưởng môn đưa người đến một nơi khác, nàng lấy ra một tấm gương, ủ rũ soi giỏi, lúc đi phụ thân đưa ta linh tê kính này, vốn định dùng nó liên lạc với ông, Hiện giờ, nếu đã không liên lạc được với bên ngoài, chúng ta cũng hết đường về, e là phải tính cách với bên sư tổ. Nghe xanh sư tỷ, muội cảm thấy sư tổ có hơi. Có hơi đáng sợ, muội thấy như là nhìn người thêm tí nữa là sẽ bị giết mất. Sư tỷ, cái người bị sư tổ giết rốt cuộc là ai? Mộc nghe xanh phẩy tay, đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Kế bên là mười mấy người phái công chủ do Vân Tịch Nguyệt dẫn đầu, bọn họ ít người nhất nhưng thân phận của mười mấy người này đều cao, toàn là con cháu nhà trưởng lão, công chủ các kiểu, là chủ của một nhánh nào đó. Bọn họ tụ lại một chỗ, cũng đang bàn về cái người bị sư tổ giết. Tuy là sư tổ trong có vẻ hơi cáu kỉnh nhưng dù gì cũng là sư tổ của chúng ta, tiền bối của canh thần tiên phủ ta, chắc không tùy tiện xuống tay với chúng ta đâu người bị giết chắc là người ngoài có ý xấu trà trộn vào, vậy nên ta thấy mọi người không cần lo lắng. Đúng vậy, phải chấp nhận rủi ro mới nên chuyện được, ta tin rằng trước khi mọi người đến đây, trong nhà đều đã dặn dò qua rồi, chúng ta không giống những người khác, chúng ta phải tiếp cận sư tổ trước đám mộc nghe xanh, phải lấy được lòng sư tổ. Chuyện này liên quan đến tồn vong của canh thần tiên phủ ta. Bọn họ mạnh ai nấy bàn, không hề phát hiện có một con mãng xà màu đen âm thầm trườn sang từ nóc đại điện. Lão Tổ Tông mặc y phục màu đen đang ngồi trên người mãng xà, nghe hết mọi chuyện bọn họ vừa bàn. Người coi cái đám này, lớn mật ghê. Từ tạng đạo quân Tư Mã Tiêu lên tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ muốn giết người, mãng xà bên dưới nghe mà cũng hơi run người. Tư Mã Tiêu đứng dậy, đạp lên người mãng xà, vững vàng bước tới đầu nó, đi mãng xà không biết hắn muốn đi đâu, ngơ ngác mang hắn trên người trần trừ trên nóc. Rất nhiều năm trước đây hắn cũng thường thế này, lúc tỉnh táo sẽ ngồi trên người nó, để nó tùy ý đi khắp các cung điện rộng lớn này, ngày hay đêm cũng đều vậy. Hắn làm bất cứ việc gì cũng không có ý nghĩa, tính tình cũng nắng mưa bất thường. Rắn đen ở với hắn nhiều năm như vậy vẫn thường bị hắn lật mặt hù dọa cho lột ra. Hướng. Rắn đen ra sức trườn về trước, cố gắng làm tốt một cái chỗ ngồi biết tự lái, đột nhiên nghe thấy âm mũi của vị tổ tông trên người, nó lập tức biết thân ngừng lại. Từ mã tiêu nhìn thấy Liêu Đình Nhạn đang phơi nắng ngủ trưa ở cách đó không xa. Thiên hạ đều lo lắng hồi hộp không biết làm gì, sao mà cô lại có thể một mình nằm đây ngủ ngơi phơi nắng. Qua đó, rắn đen hồng hộc trườn về trước, âm thầm không tiếng động trườn đến nóc cung điện nơi Liêu Đình Nhạn đang ngủ. Liêu Đình Nhạn lựa chỗ ngủ cực tốt, trước hết thì ở đây có một đài quan sát sao nhỏ, có thể trải thảm ngủ. Tiếp theo là địa hình ở đây không cao, không gần tháp trung tâm, dù có ai khác ở trên nóc gần đó cũng khó thấy được cô ở đây. Cuối cùng thì ánh sáng ở đây rất tốt. Lúc này Liêu Đình Nhạn đã ngủ say, Từ Mã Tiêu cưỡi rắn tới cạnh cô, nhìn cái bịt mắt của cô hồi lâu, sau đó gỡ bịt mắt ra xem mặt cô. Thì ra là cái đứa lớn mặt nhất. Hắn rút tay về, đưa mắt nhìn xuống bụng Liêu Đình Nhạn, nở nụ cười dị hợm, tự mình lẩm bẩm: "Đến người của ma vực cũng có thể trà trộn vào, ngươi nghĩ mấy tên vô dụng hiện nay của canh thần tiên phủ cố ý cho ả à tới chọc giận ta hay là thật sự vô dụng đến mức không phát hiện ra?" Thật ra trước đó hắn vốn đã định giết người này. Cái kiểu ngụy trang này có thể lừa được người khác, chứ lừa không được hắn, chỉ là bây giờ, đột nhiên hắn lại không muốn giết người này nữa ma vực muốn làm gì canh thần tiên phủ thì liên quan gì đến hắn không chừng hắn còn muốn thấy canh thần tiên phủ bị hủy diệt hơn cả đám tu ma trong ma vực lúc tư mã tiêu suy nghĩ tay vô tình lướt qua vải của rắn đen sau đó ngón tay hơi dùng sức móc ra một miếng vải đen rắn đen hích đang yên đang lành mắc gì bóc vải em tư mã tiêu thích bóc thì bóc bóc xong còn chê xấu thuận tay ném đi, đi rắn đen do dự vẫy đuôi, đầu hướng về cái ống trên trà kỳ cạnh liêu đình nhạn. Từ mã tiêu nhìn dáng vẻ của nó, cầm ống trúc lên. Hắn lắc lắc ít nước thanh mát trong ống trúc xanh. Hắn ngửi ngửi rồi hớp một ngụm, lập tức chê bai phun ra, cái quỷ gì đây, dở ẹt. Ném ống trúc lại lên trà kỳ. Rắn đen mang hắn về tháp trung tâm, hơi luyến tiếc thè lưỡi. Nó thích cái vị ban nãy, tiếc thay chủ nhân là cái tên kẹt xỉ mất nhân tính, một ngụm cũng không cho nó uống. Liêu đình nhạn đánh một giấc tới chiều, mới ngủ dậy còn ngơ ngác, ngỡ rằng đang nghỉ phép ở nhà ngủ nướng, tháo cái bịt mắt có hơi xê dịch xuống, nhìn kiến trúc xung quanh với núi non buổi chiều ở đằng xa mới hoàn hồn lại. À, đúng rồi, xuyên không rồi. Cô ngồi dậy, rụi rụi mắt, thuận tay cầm ống trúc bên cạnh lên uống thấm giọng. húp Thật ra như vậy cũng ổn, phong cảnh đẹp, ăn uống đầy đủ, không cần làm việc, tương đương với việc lời không một kỳ nghỉ phép rồi còn gì. Liêu đình nhạn tự nhủ, chép miệng uống thêm mụn nước. Sau khi ngủ một giấc, cô thành công tự giải thích với bản thân, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi. Ở đây cực nhiều nhà nhưng phần lớn đều là dạng như hành lang trên không, mấy người khác ở trong một tòa nhỏ bên ngoài, cô bèn tìm cái phòng trống gần đó, cách chỗ mấy người khác không xa lắm nhưng lỡ có chuyện gì đều có thể nghe được. Cô đã chọn được phòng, là một cái gác xếp diện tích không lớn. Không biết đã có chuyện gì ở đây, đâu đâu cũng trống không, trong tất cả các phòng đều không có dụng cụ hay nội thất gì, tới bụi cũng không có. Liêu đình nhạn sắp xếp kha khá một ít, lấy nến vạn năm ra thắp sáng với một ít lương thực, một mình ngồi ngắm chiều tà, ăn bữa tối dưới ánh nến. Một khi coi tình cảnh hiện tại như thời gian nghỉ mát thì sẽ cảm thấy cả người đều thoải mái hẳn lên. Phiền toái duy nhất là thực đơn nhàm chán, bữa tối cô muốn ăn gì có mặn mặn hơn, kiểu thịt cá các loại. Trời hoàn toàn tối hẳn, Liêu Đình Nhạn vô tình nhìn xuống, phát hiện hoa Nhật Nguyệt U đàm ban sáng đã thay đổi hình dạng. Buổi sáng là hoa trắng lá đen nhưng đến tối lại biến thành hoa đen lá trắng. Đám lá trắng trông như biết phát sáng vậy khiến người ta có thể thấy rõ mồn một đóa hoa đen được bao quanh. Thật ra chuyện này rất kỳ lạ, cả một khoảng rộng như vậy, thực vật duy nhất cô nhìn thấy là đám hoa này, còn lại đến mọn cỏ dại cũng không có. Cô nhìn đám hoa dưới lầu, đột nhiên phát hiện có một em gái đi đến cạnh đám hoa đó, có vẻ cũng đang ngắm hoa. Nhưng cô ta ngắm một lúc, có vẻ thật sự rất thích, giơ tay hái xuống một đóa. Liêu Đình Nhạn, đợi đã. Em gái. Sau lưng cô. Đầu của em gái bị một bóng người như ma quỷ đứng sau ngắt xuống. Động tác như ban nãy em gái ngắt hoa vậy. Máu tươi bắn ra từ cái xác không đầu. Dưới lên lá trắng sáng. Cảnh tưởng dã man rùng rợn. Một ngày nhìn thấy hai hiện trường gây án. Liêu đình nhạn bịt chặt miệng. Tránh nôn hết đống đồ ăn ban nãy ra. Vào khoảnh khắc cô quay đầu đi, tổ tông mắt đầu người ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc Liêu Đình Nhạn quay lại đã không thấy bóng người. Con rắn đen đang ở đó, nuốt cái xác xuống. Không ổn, đèn sinh mạng của Dung Dung của Ngọc Gia chúng ta bị dập tắt rồi. Trong đăng các của canh thần tiên phủ, mười mấy người ngồi quanh trăm trạng đèn, một nam nhân Dung Mạo Thanh Tú đột nhiên đưa tay bắt lấy, hô lên, về. Các đốm sáng trắng hội tụ trên tay y, lúc này sắc mặt nam nhân mới giãn ra, vẫn ổn, hồn phách chưa tan. Y thổi vào các bụi trắng trong tay, ngay lập tức, một nữ tử trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người, chính là cái người suối quẩy ngắt hoa bị ngắt đầu. Nữ tử đầy vẻ hoảng hốt, dường như vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nam nhân trước mặt liền vui vẻ gọi, ông ngoại. Ngọc Thu Tiêu tức giận, hung hăng chừng cô, ta đã dặn con việc gì cũng phải cẩn thận mà. Sao lại chết rồi? Ngọc Dung Dung ngẩn người, con chết rồi hả? Sao lại chết? Ngọc Thu Tiêu bị chọc tức, cười lạnh, ngươi hỏi ta. Sao ta biết được làm sao ngươi chết? Ngọc Dung Dung ngượng ngùng, con, con chỉ thấy chỗ sư tổ trồng rất nhiều nhật nguyệt u đàm, con chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, nhất thời hiếu kỳ mới muốn hái một đóa xem thử. Tất cả đều im lặng, Ngọc Thu Tiêu chỉ muốn cho cô một trường hồn bay phách tán cho rồi, ngươi sao ta lại có thứ đời sau ngu ngục như vậy? Nhật Nguyệt U Đàm là thứ ngươi có thể hái hả? Hà! Người đàn ông trung niên ngồi cạnh khuyên can, Ngọc Cung Chủ, chuyện cũng đã rồi, ngài có mắng nó cũng không làm được gì, thôi thì sớm chuẩn bị tiễn nó đi chuyển kiếp, mấy năm nữa là đón về được. Ngọc Dung Dung, ông ngoại, tìm giúp con cái thai nào đẹp đẹp chút, nhất định phải đẹp hơn con bây giờ. Ngọc Thu Tiêu Mắng cái thứ suốt ngày làm hỏng chuyện, cầm mồm cho ta. Lịch sử của canh thần tiên phủ rất dài, đã là thành phần có máu mặt trong tiên đạo, khó tránh có một số đệ tử ưu tú quan trọng rơi dụng không lý do, sau đó ký gửi hồn phách là lại được tái sinh. Vốn là gom hồn phách sau khi chết của những đệ giỏi giang có nhiều cống hiến của tông môn lại, dùng bí pháp để họ chuyển sinh vào các gia tộc thuộc canh thần tiên phủ, đợi đến khi đứa trẻ ra đời thì đánh thức ký ức của chúng, Đưa về lại canh thần tiên phủ tu luyện. Thế nhưng đã qua rất lâu, đến ngày nay thì việc ký gửi hồn phách đã trở thành công cụ cho những người có quyền thế ở canh thần tiên phủ duy trì mở rộng gia tộc, các đời cung chủ, mạch chủ các cung tiếp tục sinh mệnh cho người thân ruột thịt cùng các đệ tử thân cận của chính mình, khiến họ lần nữa được hồi sinh. Tuy là chỉ có thể ký gửi hồn phách được một lần nhưng cứ mãi thế này cũng khiến các tầng nóc của canh thần tiên phủ như một vùng nước chết vần đục dần dần mục nát. Sau khi thu hồi hồn phách của Ngọc Dung Dung, mười mấy người có mặt lại tiếp tục nhìn trăm cái chạn nến ở giữa, hiện nay chỉ còn 98 chạn còn sáng, chưa đến một ngày đã tắt hết hai chạn. Chạn đèn bị tắt đầu tiên. Không cần quan tâm, sư tổ xuất quan ở thời điểm quan trọng này, không chỉ mình chúng ta lo sợ, đám người các phái khác khác cũng sợ, họ làm gì cũng vô ích, sư tổ còn chẳng hề có ý bảo vệ chúng ta, càng sẽ không nương tay với đám người ngoài có ý đồ xấu. Hơn nữa nhìn đi, yêu ma quỷ quái còn chưa hiện hình kia. Một người già ở chính giữa nhắm mắt, cười hừ nói. Chương Năm, sống được lúc nào hay lúc đó. Chất lượng giấc ngủ của Lưu Đình Nhạn trước giờ luôn tốt đáng ngạc nhiên. Dù đã đến thế giới huyền huyễn và chứng kiến hai hiện trường án mạng, giấc ngủ của cô vẫn không bị ảnh hưởng. Khoảng 3 giờ sáng, lúc cô đang ngủ say nhất, trong phòng bỗng dưng phát ra tiếng xì xì nhỏ nhẹ. Mãng xà đen âm thầm trườn tới, vây quanh thảm ngủ của cô. Khe khe. Mãng xà đen nhìn Liêu Đình Nhạn đang ngủ, huyết huyết một hồi lâu cũng không thấy cô phản ứng. Cái đầu rắn càng xích lại gần hơn, gần hơn, nanh rắn sắc nhọn gần như chạm vào má cô. Cô vẫn không hề nhúc nhích. Mãng xà đen. Ủa sao kỳ, nó đâu có tàng hình, sao cả buổi rồi chả thấy cô tỉnh không lẽ thiếu cảnh giác vậy, bộ ngất rồi hả? Mãng xà đen là một con rắn IQ không cao, thậm chí nó còn không phải yêu thú. Năm xưa, từ mã tiêu tỉnh lại, bắt được con rắn nhỏ đang hấp hối, nhàm chán cho nó uống ít máu của mình, thế là nó sống sót. Ban đầu nó là rắn hoa, chỉ to cỡ ngón tay, dài cỡ cánh tay. Sau nhiều lần tư mã tiêu tự làm mình bị thương, rắn đen ăn được ít máu thịt của hắn, dần dần biến dị, trở nên tối như đêm 30. Ở đây nó chả có gì ăn, tuy không chết nhưng luôn đói. Chiều nay người thấy mùi nước trúc của Lưu Đình Nhạn, nó liền nhớ nhung, tối đến âm thầm bò qua xin ăn. Não của nó chỉ to bấy nhiêu, nghĩ mãi không ra cách gì hay nên thè lưỡi liếm tay Lưu Đình Nhạn. Trước đây khi đói không chịu nổi, nó cũng liếm tay tư mã tiêu như vậy, hắn sẽ cho nó mấy giọt máu. Bây giờ nó áp dụng cách này với Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn đang mơ màng bỗng thấy tay ươn ướt, của quạng đẩy tay sang cạnh, bé yêu to bự, quỷ chó này, đừng có liếm, biến đi. Trước đây, bạn cùng phòng của cô nuôi một con chó tên bé yêu to bự, cực kỳ thích lên cơn nửa đêm, nhảy lên giường chơi trò lấy thịt đè người và liếm mặt. Chỉ là lần này cô đẩy tay đi không chạm trúng lông chó mà là cái gì đó lạnh băng trơn trượt liêu đình nhạn mở to mắt thấy cái mồm to máu me của rắn đen ngay trên đầu mình cặp mắt đỏ ngầu lạnh tanh nhìn cô chằm chằm như đang suy nghĩ xem có nên nuốt cô từ đầu xuống không liêu đình nhạn lập tức tỉnh hẳn bịt chặt miệng để khỏi hét lên tim đập như trống đánh da đầu cũng nóng dần toàn thân không ổn mãng xà hết sức vui mừng nó càng mở miệng lớn hơn liêu đình nhạn càng sợ hơn nanh nanh cô may đừng có lại gần nữa. Tao hết thở nổi rồi, Lưu Đình Nhạn nằm trên giường suýt rớt nước mắt, thầm nghĩ anh rắn này nửa đêm tới ăn khuya hay gì. Không tiết kiệm đồ ăn chút hả, tổng cộng 100 người, mỗi ngày ăn một người ăn được 3 tháng, ăn một ngày ba người kiểu này ăn được có một tháng thôi anh. Nhưng mà cô hiểu lầm mãng xà đen rồi, thật ra mãng xà đen không thích ăn thịt người, không như tư mã tiêu, huyết mạch cuối cùng của tộc Phụng Sơn, coi máu thịt của người khác như đá gỗ. Nó hoàn toàn không thích ăn, chỉ là tư mã tiêu ghét vứt xác lung tung, bắt nó dọn dẹp sạch sẽ. Nó hết cách chỉ đành coi mình như thùng rác xử lý xác. Liêu Đình Nhạn nằm đó bắt đầu hồi tưởng cuộc đời lần cuối, hồi tưởng cả buổi trời, xong cả hai mươi mấy năm cuộc đời rồi, mãng xà vẫn chưa bắt đầu ăn. Vậy là anh rắn ơi, rốt cuộc anh có ăn không? Mãng xà cũng muốn hỏi, bạn ơi, cho xin miếng đồ ăn được không? Mà nó lại không biết tiếng người, cũng không thông minh đến nỗi có thể biểu đạt chính xác là mình đang xin ăn. Vậy là một người một rắn cứng đơ ra, mắt đèn lồng nhìn mắt đèn dây tóc, ai nấy mở to long lanh nhìn nhau hồi lâu, cả hai đều trông rất tiểu tỷ bất lực. Cuối cùng, mãng xà người được ít mùi vị, móc ống trúc liêu đình nhạn để dưới thảm ngủ ra, để trước mặt cô, lại vẫy vẫy đuôi với cô ống trúc này để chứa nước trúc, Liêu Đình Nhạn đột nhiên nảy ra ý, lấy ra một ống nước trúc khác thăm dò. Đây là thứ nước bình thường nhất thanh cốc vũ, chỉ cần một nhánh thanh linh trúc là sẽ không ngừng tiết ra nước trúc, vì cô cũng khá thích uống nên đã mang theo không ít thanh linh trúc, đương nhiên nước trúc cũng chứa được không ít. Cô vừa lấy nước trúc ra đã thấy con rắn vẫy đuôi cuồng nhiệt hơn, thậm chí còn vẫy ra gió nhưng mà hình như loài rắn không dùng đuôi để biểu đạt sự hưng phấn nhỉ. Con mãng xà tổ tông nuôi sao có chút giống. Chó. Con mãng xà mà nuôi thành con chó, đúng không hổ là tổ tông. Rắn uống nước không dùng lưỡi, cả đầu đều ụp vào trong nước, vậy nên Liêu Đình Nhạn chu đáo đổi cho nó cái chậu lớn, ngồi về giường nghe nó điên cuồng tu ừng ực nước chúc. Mẹ ơi, cứ như hốt lại được một mảng. Cô lau mồ hôi, nằm lại lên giường từ hôm ấy liên tục mấy hôm mãng xà đen đều nửa đêm mò qua xin nước uống lưu đình nhạn cho nó cái chậu mỗi ngày trước khi ngủ đều đổ vào mấy ống nước chút anh rắn mình thương lượng cái đi nửa đêm anh tới tự uống nha đừng có đánh thức em được không anh rắn nghe không hiểu mấy ý quá phức tạp vẫn chuyện mình mình làm như cũ hết sức lịch sự trước khi ăn khuya đều đánh thức chủ nhà dậy chào hỏi lần nữa bị mãng xà đánh thức, Lưu Đình Nhạn miễn cưỡng mở một mắt, qua loa ừ ừ mấy tiếng, quay đầu ngủ tiếp. Mấy ngày này cô hoàn toàn không ra ngoài, ngày nào cũng yên phận ở lì trong nhà, ngủ trưa, ngắm trời chiều, hoàn toàn thực hiện đúng tiêu chuẩn nghỉ mát, cũng chẳng qua lại với những người khác. Vậy nên không biết rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, girl group 100 người đã bị loại hết hơn 20 người. Lão Tổ Tông Tư Mã Tiêu là một người mà dù cho người ta không đụng tới hắn, hắn buồn bực cũng tự đi kiếm chuyện làm. Càng nói gì tới trong cái girl group 100 có mấy tay nham hiểm chán đời đi dâng cơm cho hắn. Trong đó nhóm cung chủ của Vân Tịch Nguyệt bị loại nhanh nhất, nhiều nhất. Vân Tịch Nguyệt cầm đầu làm gương rời sân đầu tiên. Ngày thứ ba lúc Liêu Đình Nhạn không nhìn thấy, nàng dẫn theo hai sư muội đồng môn đến tháp trung tâm cầu kiến sư tổ nếu Liêu Đình Nhạn thấy được hành động của nàng, nhất định sẽ khen ngợi nàng dũng cảm đối diện với cái chết. Từ mã tiêu đã gặp các nàng. Các ngươi tới làm gì? Hắn hỏi. Vân tịch nguyệt yểu điệu dịu dàng cúi đầu đáp, đệ tử đến phụng sự sư tổ. Từ mã tiêu đến cạnh nàng, lúc hắn đi cũng không hề phát ra tiếng động như con rắn đen kia, tà áo rộng lê theo sau, trông như đuôi rắn, ánh mắt cũng lạnh băng như mắt rắn. Vân tịch nguyệt căng cả người, cố gắng không thể hiện ra gì bất thường. Từ mã tiêu chậm chậm đưa tay về phía nàng, ngón tay gõ vào giữa mày rồi hỏi tiếp, ngươi đến để làm gì? Vân tịch nguyệt vô thức mở miệng, nói ra câu trả lời hoàn toàn khác với ban nãy, ta đến để trở thành thị thiếp của sư tổ, ta muốn có được một đứa con mang dòng máu của tư mã ra, một khi tộc Phụng Sơn có được người duy trì khác sẽ có thể giết được sư tổ, giúp canh thần tiên phủ giải quyết được mối lo lớn. Cung của vân tộc chúng ta cũng có thể trở thành chủ nhân của canh thần tiên phủ. Sắc mặt nàng kinh hãi muốn ngừng lại nhưng lại không có cách nào. Thân thể cứ như có ý thức riêng, phun ra hết toàn bộ những gì giấu sâu trong lòng. Từ mã tiêu nghe vân tịch nguyệt nói cũng không hề bất ngờ, thậm chí vẻ mặt còn không thay đổi, chỉ là lại điểm vào một người khác, người thì sao? Đến để làm gì? nữ tử kia cũng hết sức sơ sệt và kháng cự, nhưng nàng cũng như Vân Tịch Nguyệt, hoàn toàn không khống chế được lời nói, đáp án cũng không khác mấy với Vân Tịch Nguyệt. Vẫn còn một người, cũng không khống chế được mà nói, ta đến để cướp cơ hội của Vân Tịch Nguyệt, giúp Mạc Gia có thể thành một cung riêng, vượt qua Vân Gia. Vân Tịch Nguyệt hung hăng chừng ả. Nếu nàng có thể động đậy thiếu điều đã lập tức một kiếm đâm chết ả đồng môn mà ngày trước trông có vẻ hiền lành này sao mà đã qua nhiều năm vậy rồi tư duy của chúng vẫn chẳng tiến bộ vậy tư mã tiêu móc mỉa nhìn vào mắt ba nàng xoa tay bật cười lớn tiếng tư mã gia chỉ còn có mình ta ta mà chết thì canh thần tiên phủ cũng hết đời cái gì mà cung chủ mạch chủ tất cả các ngươi cả cái canh thần tiên phủ đều phải chết cùng với ta có biết chưa cả ba z run lập cập cứ như thấy được tương lai đáng sợ trong lời nói của hắn chỉ là cuối cùng các nàng cũng không thấy được vì tư mã tiêu cười xong liền tiện tay đưa cái nàng đi siêu độ sớm rồi đèn sinh mệnh trong đăng các tắt một lúc ba chạn tiếp theo đó lại lần lượt tắt tiếp mấy chạn trước bao ánh mặt nặng nề hồn phách này đã tan biến rồi sắc mặt nữ nhân đang nói không ổn lắm hai đệ tử nàng gửi đi đều chết rồi đó đều là những người nàng nhọc công hết lòng dạy dỗ nàng không cam lòng nói sư tổ Tư Mã Tiêu, hắn thật sự không kiêng kỵ gì như vậy sao? Hầy, hiện giờ hắn còn kiêng kỵ gì nữa, nếu không phải lúc này hắn còn chưa hồi phục, không ra được khỏi Tam Thánh Sơn, e là. Tuy ông lão chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu rõ những lời chưa nói ra, lập tức im lặng. Lúc đi lấy nước Liêu Đình Nhạn mới phát hiện người đã ít đi. Các nàng sống ở đây, đương nhiên là cần nước, mà cô phát hiện trong cung điện lớn này chỉ có một mạch nước, Tất cả mọi người đều lấy nước ở đây. Cô đếm tới đếm lui, nhận ra hình như thiếu mất mười mấy người, trong lòng có hơi ớn lạnh. Trừ hai người hôm đầu tiên, sau đó cô đều không gặp hiện trường gây án nào, vì cô chả tò mò gì nơi này, cũng chả tò mò gì về sư tổ với mấy người khác, chỉ là đến hưởng thụ kỳ nghỉ mát cô đơn. Sự thật chứng minh, không tò mò là một điều rất tốt, kéo được hẳn mấy ngày lúc nào không hay. Sao cô còn chưa chết? một vị sư tỷ trông khá quen thấy Liêu Đình Nhạn tới lấy nước rất kinh ngạc mà hỏi. Tuy là câu này không có dễ nghe nhưng mấy ngày rồi, khó mà có người nói chuyện với cô, Liêu Đình Nhạn vẫn trả lời, hổ thẹn, muội khá hẹn mọn, chẳng gặp gì nguy hiểm. Vị sư tỷ kia hoài nghi liếc nhìn cô, quay đầu rời đi, không muốn nói gì nhiều với cô. Ok, các nàng đều rất cầu tiến, đương nhiên chả coi phần tử tụt hậu này ra gì. Ai mà thèm để ý các nàng, cô còn đang muốn tiếp tục nhây thêm đây. Thế nhưng sự đời khó lường, dù cá muối có không muốn trở mình cũng sẽ có ngoại lực lật nó lại. Đêm nay, Lưu Đình Nhạn tỉnh dậy. Không phải bị mãng xà đen đánh thức mà là đau bụng tỉnh dậy. Cô rất quen với cảm giác này, đau bụng rất dâu, ở hiện đại cũng đau, có lúc đau tới chết, không có ai ibuprofen là liệt cả người. Cô không ngờ đã xuyên không rồi còn phải chịu cái đau này, không những còn đau hơn trước, còn không có ibuprofen, hoàn toàn toang. Người tu tiên sao vẫn còn cái nỗi phiền rớt dâu này chứ? Rớt dâu cũng đau y vậy hả? Cô đau tới chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trong bụng có cái máy khoan đang khoan ẩm ý không ngừng, như đang khoan giếng vậy. Cô chỉ đau như vậy một lúc, lát sau liền ổn. Liêu đình nhạn mồ hôi đầy đầu lết dậy, phát hiện mình hoàn toàn không rớt dâu cấu tạo cơ thể nữ sĩ tu tiên dị hợm vậy đau bụng không không chứ không thấy dâu cô hết sức thắc mắc nhưng tìm không ra đáp án thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình đã ăn chúng gì đó bậy bạ dưới một ngọn núi cách canh thần tiên phủ và tam thánh sơn không xa có một người đang đợi dưới bóng cây nhưng đợi rất lâu cũng không thấy gì bóng người hử lạnh nghe gọi mà lại không thấy phản hồi cũng chưa từng gửi tin tức về không lẽ thật sự nghĩ rằng trèo lên được sư tổ của canh thần tiên phủ là có thể thoát khỏi bàn tay chúng ta sao được thôi để xem ngươi nhịn được độc thực cốt được mấy lần liêu đình nhạn hoàn toàn không hay biết về việc này dù gì cũng không phải luôn luôn đau cô bèn bỏ qua chuyện này mãi đến đêm ba hôm sau bụng lại đau thêm lần nữa lần này còn dữ dội hơn lần trước cô gần như chưa chịu được bao lâu đã ngất đi trước khi ngất đi cô nghĩ mẹ nó cái này đích thực đếch phải đau rớt dâu mãng xà đen đêm nay như thường lệ đến uống trực nhưng lúc đến lại phát hiện liêu đình nhạn ngã đi trên đất nôn ra máu hôn mê bất tỉnh mãng xà tuy không thông minh nhưng cũng biết việc này có vẻ không bình thường nó đưa đầu cụm cụm cái người đang hít thở yếu ớt phát hiện không hề có phản ứng do dự nhúc nhích đầu cuối cùng nó quấn lấy liêu đình nhạn đang hôn mê trườn về tháp trung tâm từ Mã Tiêu ngồi ở tầng cao nhất của tháp trung tâm, ngắm sao băng lấp lánh ở hẻm núi đằng xa, nghe thấy tiếng động sau lưng bèn quay đầu nhìn. "Quỷ nhỏ, đem gì về vậy? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn."